nếu mà nói nữa thì chúng ta sẽ thành nói đi nói lại. Tôi cũng không muốn nói đi nói lại nữa. Có một cái điều tiếc nuối là rõ ràng là mấy trận ở sân nhà thì chúng ta không ghi bàn. Điều này thì nó cũng nói lên một cái vấn đề nào đó ở cái khả năng ghi bàn của đội tuyển chúng ta, trong khi thì chúng ta lại đi ghi bàn ở sân khách. Với tư cách là huấn luyện viên trưởng thì tôi thấy rằng là cái năng lực thi đấu của các cầu thủ cũng đã tốt lên dần theo từng trận, và tôi nghĩ rằng là họ cũng đã nỗ lực hết sức rồi. Chúng tôi nghĩ là nếu mà ông huấn luyện viên Saudi mà ông có cái lời khen như thế thì tôi nghĩ thực ra thì cũng đó chỉ là cái lời khen ngợi cho chúng tôi thôi. Và chúng ta thấy là bây giờ đã 6 trận thua rồi, nhưng mà có thể nói là mỗi trận thì các cầu thủ của chúng tôi cũng đã thể hiện được cái tinh thần là họ không từ bỏ, họ luôn luôn nỗ lực để đi tìm lấy từng cái điểm một. Thì chắc chắn là 6 trận thua thì tôi nghĩ là cái tâm lý của các cầu thủ cũng sẽ rất là nặng nề. Tôi cũng đã cố gắng để tạo ra một cái bầu không khí để làm thế nào cho các cầu thủ relax, họ cảm thấy là thoải mái. Tuy nhiên thì mặc dù 6 trận thua nhưng mà tôi nghĩ là cái hình ảnh của họ, những cái hình ảnh không từ bỏ, vẫn quyết chiến để tìm từng điểm một, với tư cách là huấn luyện viên thì tôi rất cảm ơn họ. Chúng ta thấy là hiện nay thì chúng ta đang chơi với 2 tiền đạo, thì chúng ta thấy rằng là thực ra thì hiện nay ở đội tuyển Việt Nam, ở đội tuyển chúng ta hiện nay á, thì cái cầu thủ mà có thể nói là chơi tấn công được thì chúng ta thấy là có Tiến Linh, có Phượng, có Hà Đức Trinh, có Hải, có Toàn. Và chúng ta thấy là gần đây á, 2 trận gần đây á, thì bạn Tiến Linh và Công Phượng, tôi nghĩ rằng là chỗ Công Phượng anh ta vào và anh ta cũng đã thực hiện tốt cái vai trò cầu thủ tấn công. Còn chỗ Tiến Linh thì tôi nghĩ cũng thế, 2 trận gần đây anh ta cũng chơi tốt. Tôi thì thực sự là cũng muốn thay đổi, mang lại một sự thay đổi nào đó trong tấn công, nhưng mà chúng ta cũng biết rằng hiện nay thì ở Việt Nam chúng ta cũng chưa có cái tiền đạo nào, cầu thủ nào có cái sức công phá mà lớn hơn được hơn Tiến Linh và Công Phượng. Thì tôi nghĩ rằng đó, cái sự kết hợp của 2 bạn đó vẫn là cái sự kết hợp tốt nhất. Còn hiệp 2 thì chúng ta biết rằng là Tiến Linh nó phải đau cái cổ chân, chúng ta cũng phải thay và đưa Văn Toàn vào. Chúng ta thấy là Văn Toàn thì có tốc độ tốt, và ngày hôm nay tôi cũng đánh giá là Văn Toàn cũng chơi đạt yêu cầu. Chúng ta cũng biết rằng là thực ra thì tôi cũng luôn luôn nhắc các cầu thủ tự tin, và nhưng mà vấn đề ở đây đó là làm thế nào các cầu thủ có thể đưa cái tự tin vào trong cái đưa nó sang thành hành động mới là điều quan trọng. Trong các cái buổi họp và trong cái trận đấu họp trước cái trận đấu ngày hôm nay thì tôi cũng đã dặn dò các cầu thủ. Nhưng mà chúng ta biết rằng sự tự tin thì nó cũng phụ thuộc vào cái nhiều yếu tố nữa. Chúng ta ví dụ như là cái trình độ của đối phương, hoặc là cái cách mà đối phương người ta gây áp lực lên mình. Nhiều khi là chúng ta cũng tự tin lắm, nhưng mà chúng ta cũng có thể không thoát được, nó cũng không thể là thoát được những cái áp lực của đối phương như vậy. Và hiện nay thì chúng ta thấy rằng là chúng ta mặc dù là trận cũng đã thua 0-1, chúng ta cũng có các cái trận thua liên tiếp, nhưng tôi nghĩ là các cầu thủ cũng đang dần dần tìm lại sự tự tin của mình, và cái năng lực của họ cũng đang tốt lên. Tôi tin chắc chắn vào điều đó. Chúng ta cũng biết rằng là khi mà chúng ta thi đấu với các cái đội mà trình độ cao ở cái top đầu của khu vực châu Á đó, thì tôi thấy đấy là các cái năng lực của các cầu thủ, của các cá nhân đó, thì họ cũng sẽ tăng lên. Họ cái gọi là cái khả năng mà họ cũng thích ứng dần với các cái trận đấu như vậy, thì tôi nghĩ rằng là họ cũng tốt lên. Rõ ràng là những cái trận thua như vậy thì nó cũng mang lại cái áp lực về mặt tâm lý cho các cầu thủ. Thì trong thời gian sắp tới thì đội của chúng ta sẽ đi tập huấn ở địa phương, và tôi nghĩ rằng là những cái trải nghiệm như vậy, những kinh nghiệm như vậy thì nó sẽ giúp ích cho các cầu thủ để phát huy cái năng lực của mình trong những cái giải đấu AFF sắp tới.